Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục lên một lô băng 20 chiếc bằng 60 phút. Dòng băng một nước được mang về từ Nhật. Và em đánh số lô là lô số 12. Nếu như các bác thấy em có thể lên một lô tiếp theo thì em sẽ đánh số là lô số 14. Đơn giản bởi vì em kiêng số 13. Ở cái lô số 12 này thì em cũng sẽ không giành quyền ưu tiên cho bất kỳ bác nào cả. Bất cứ là ai, nếu mà xem trước cảm thấy ưng, chốt nhanh là lấy thôi ạ. 20 chiếc này cũng được em có lựa chọn về khoản dây băng là tốt và cũng có khá nhiều thương hiệu mạnh. Trong đó cũng có một vài cuốn có sừng có mỏ chứ cũng không phải là tào lao mỹ lau. Bây giờ anh em chúng ta sẽ đi vào xem xét chi tiết. Cái lô này em bán với giá 500 ngàn. Cho dù đắt hay rẻ chúng ta cũng cứ xem cho nó đàng hoàng. Mở màn là một chiếc của hãng TDK. Đây là một cuốn băng cổ dòng AD60 của TDK. Như em đã nói, cái tiêu chí khi em chọn cái lô này đó là dây băng ngon để phục vụ cái nhu cầu ghi thu của các bác. Cuốn này là cuốn cổ nhưng dây băng còn rất đẹp nha. Cuốn đầu tiên TDK AD60 dòng băng tiếp 1 120 micro giây. Vâng, đây là một cuốn chất lượng tương đối cao của Sony. Nói thẳng là cứ vớ được những cuốn này là yên tâm, là coi như vớ được tình yêu đích thực nha. UD1 không là cái đinh gì nếu mà mang ra so sánh với cái dòng Sony CHF này. Băng một nước nhưng mà nó đẹp miễn bàn đấy ạ. Đây có lẽ là một trong những cái cuốn khá nhất ở trong lô. Nếu mà nói về độ mới cũng như là về chất lượng. Tiếp tục là một cuốn của hãng TDK. Vâng, đây là một cái cuốn phân khúc ngon này. Dòng AE60 băng tiếp 1 60 phút. Băng còn đẹp. Dây băng còn rất chi là mướt, yên tâm nha. Tiếp tục là một cuốn của Sony, dòng Sony cổ băng dòng C60. Cuốn này thì nó hơi hơi dơ một chút ở cái tờ giấy này thôi, còn dây băng thì nó vẫn tuyệt đẹp luôn, không phải nghĩ. Thường thì những cái cuốn băng cổ của Sony ấy bao giờ nó cũng có dập số series, các bác nhìn thấy chưa? Tiếp tục. Vâng, đây là một cuốn chất lượng cao của hãng TDK. Dòng AD60. Những cái cuốn này ghi thu sướng lắm các bác ạ, yên tâm. Đời chủ cũ người Nhật nó ghi cái gì em không biết. Cái em bao đó là bao dây băng đẹp nha. Vâng, tiếp tục là một cuốn của hãng TDK và cuốn này còn đẹp hơn cuốn trước nhiều. Cuốn này gần như mới. Dòng AE60. Tiếp tục là một cuốn của hãng Fuji. Dòng lao noi, có nghĩa là có giảm nhiễu ở dải thấp.
Băng đẹp và hình như cuốn này chưa có chương trình gì cả. Đời chủ cũ người Nhật nó chưa ghi thông tin gì, rất có thể đây là băng trắng. Tiếp tục là một cuốn thương hiệu gì đây? Thương hiệu Cosmic băng 60 phút tip 1. Đẹp các bác ạ, dây băng còn đẹp và cũng chưa thấy có ghi thông tin gì. Tiếp tục là một cuốn Sony cổ. Dòng C60. Dây băng còn cực đẹp. Đó, những cái dòng này thì nó Japan xịn rồi. Tiếp tục. Đây là một cái cuốn ở cái tip khác này. Rất nhiều bác mong muốn là mua được những cái cuốn băng cassette ở tip 2, nhưng mà tip 2 nó hiếm, nó không có nhiều đâu ạ. Đây là một cuốn của hãng TDK dòng tip 2. Các bác nhìn thấy chưa? Tip 2. Băng 60 phút. Dây băng đẹp. Yên tâm. Tiếp tục là một cuốn thương hiệu Classmate. Đây là một thương hiệu của Nhật. Biểu tượng quả táo. Băng 60 phút. Dây băng đẹp. Tiếp theo cũng là một cuốn của Sony, dòng Sony cổ băng C60. Những cái dòng này ghi thu thì yên tâm, các bác không cần phải lo nghĩ gì về cái khoản chất lượng dây băng của bọn Sony dòng cổ này. Trông nó thì có thể là nó không hoa hòe hoa sói, nhưng mà về chất lượng dây băng nó rất tốt đấy ạ. Tiếp tục là một cuốn băng cổ của hãng TDK dòng C60. Băng cổ thì đặc điểm nhận biết là bao giờ nó cũng có số series, nó dập ở đây này. Sau này những cái dòng băng đời mới nó mới bỏ, nó không dập số nữa. Dây đẹp, yên tâm. Tiếp tục là một cuốn của cái hãng này cũng ít gặp. Tạm thời đánh vần là GES. Băng Nhật. Japan, các bác nhìn thấy chưa? 90 phút. Dây băng đẹp. Còn rất chi là mướt. Tiếp tục là một cuốn thương hiệu Pup 2 của hãng Nagaoka. Cuốn này khả năng chưa ghi chương trình gì cả. Em nghĩ có thể vẫn là băng trắng. Dây đẹp. Tiếp tục là một cuốn cái vỏ bên ngoài thì nhìn thì có vẻ như là chảy chớt nhiều. Chúng ta mở ra coi. Đó là cái vỏ thôi ạ. Bên trong chúng ta có một cuốn của hãng Sony. Còn đẹp. Băng 90 phút nha. Dòng FX1. Như vậy là có lẫn một cuốn 90 phút ở đây. Đẹp.
Tiếp đến là một cuốn của hãng TDK, dòng băng cổ, băng D60. Một nước. Đẹp. Tiếp đến là một cuốn màu xanh nước biển của hãng TDK. Có cái biểu tượng con cá heo ở đây. Băng tiếp 1, 60 phút. Còn mới và đẹp. Tiếp tục. Vâng. Như vậy là chúng ta có thêm một anh bạn Sony CHF60 nữa. Một trong những cái dòng băng có chất lượng cao, ngang ngửa với UD1 thậm chí còn hơn nha. Độ mới rất cao. Như vậy là trong lô của chúng ta có hai cuốn Sony CHF60. Và cuối cùng là một cuốn có cái thương hiệu là GES. Lúc nãy chúng ta cũng có gặp một cuốn rồi. Như em đã nói, ở trong cái lô này, cái tiêu chí lựa chọn của em đó là chọn những cái cuốn mà chất lượng dây băng nó còn tốt, nó còn mướt, để bác nào đó khi mà ôm cái mớ này thì là về mình ghi sang nó chuẩn. Thường thì những cái dòng băng Nhật xịn như thế này, cái vấn đề ghi vào thì không phải nghĩ. Quan trọng là cái chất lượng dây băng của mình nó còn tốt, băng nó sạch sẽ, không không bị mốc hay là gì cả, thì khi lúc mình ghi vào nó sẽ chuẩn thôi. Vâng, bác nào nhanh tay thì có thể ôm được cái mớ này. Còn từ giờ đến lúc chuẩn bị nghỉ Tết âm lịch thì cũng chẳng rõ là em có thể cho lên thêm được mớ nào hay không. Mà nếu như có lên thì cũng chỉ là những cái thứ nó xem như thế này thôi. Còn những cái ngon ngon mà nó thuộc dòng đinh dòng đỉnh ấy thì em cũng đã ngồi dạng ra và lựa chọn cho những bác khách khách quen, những khách hàng vô cùng yêu quý của em rồi. Đấy, em cũng phải nói thẳng thật như vậy. Nên bây giờ là nó còn lại ấy, thì em đưa lên bán. Ông nào nhanh tay thì vớ được và cũng không có ưu tiên ông nào cả. He. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em để ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.